Thôi, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới đông đầy yêu thương và tràn đầy năng lượng cho công việc, những điều may mắn và những điều tốt đẹp nhất nha cả nhà. Hôm nay mình đi thăm 7 điểm mới cả nhà, điểm bữa khảo sát với lại mấy cái ở lân cận cái khu khảo sát có cây thuốc á. Mình xe để múc ngoài đó kìa, cũng ớn, nó dễ mất lắm. Có một cái dưới này, tranh thủ xuống thăm nhanh nhanh đi lên. Rồi cả nhà cùng song hành cùng mình nha. Đó, ngay cái phía trước mình cái chỗ lưới lưới đen đen này cả nhà. À, để tới để bảy mình quay nha cả nhà. Tiếp tục thăm nữa rồi nè. Bấy nhiêu trộm nè. Đi từ khung khung xuống. Đó, tới chơi. Không có gì nữa rồi, chỉ còn sống không đây. Mấy khu vực này điểm đẹp lắm, mưa xuống là có rắn chắc luôn cả nhà. Mưa xuống là có rắn chắc đấy, nhưng mà cái nắng này rắn là trong hang á, nó ra nó sợ nắng đồ nguy hiểm, dễ bị chết. Rồi cỏ nó khô á, nó không có chỗ ẩn náu, nó dễ bị nhìn thấy phát hiện. Tiếp nha. Đặt, không còn đâu. Để tới khác quay cả nhà xem nha. Rồi, tới cái nữa cả nhà. Này lớn quá, phóng quế bừa bãi. Ghê cho nó quá. Nữa nè. Không có gì ngoài chú chuột, hơn là chú chuột còn sống. Sống là được rồi. Bây giờ mà rớt cây mưa là mấy khu vực này ngon lắm, chỉ cần rớt cây mưa đột xuất thôi. Đặc bẫy hôm nay là mình giống như là kiểu mình đón mùa. Cái vùng các bạn sao, cái vùng này mình đặt là giống như mình đón mùa thôi. Những người đang đặt đêm mà đêm hay là bóng chợt còn ngày nào lắm, mưa xuống một cơn á, những cái bẫy này là dính chắc nha cả nhà, những bẫy này dính chắc luôn á. Nó dán lên là nó mát mẻ.
đi tiếp rồi cả nhà, thôi cái nữa rồi cả nhà, được. Đây. Xung quanh nhà xưởng, cửa sổ ngoài đó trổ ra ngoài đất, đất trống này quá trời, này dễ bị mất bẫy đó. Ghiền này đặt đại liều đặt đây, thăm ở ngày này nguy cơ mất bẫy cao lắm. Cái bẫy mình nên lăn xuống đây ghê vậy. Đặt mũi kia lăn đây luôn. Cục cống ngọn vô phá đá mà. Cống phá đá chắc luôn. Chuột mình còn sống. Cho nó ăn tiếp rồi. Hết sắn còn lúa, cho mày củ sắn thôi. Bỏ cho mày bịch lúa, cắt củ lúa đi. Nhọn ngưng tiếp rồi cả nhà, để đặt lại. Ăn tiếp cái nữa cả nhà ơi. Thùng bẫy mà có điện thoại suốt. Quay vô hồng hết luôn. Thấy quá rung quá trời, hình như dính anh chuột cống hay gì đây trời, dính anh chuột cống, cống hạp ghê rồi, vô giết chuột mình luôn hay gì đó. Rồi giết chuột mình chết khô luôn mà con này mày về mà mồi cho chăn của tao chắc luôn, bắt nó về làm mồi cho con chăn ăn cả nhà, ăn mấy con chuột của mình là bực mình quá. À, em xử lý nó nha. Rồi, tiếp tục nha cả nhà. Đây, thăm cái trung tâm ở khu bữa mình khảo sát này nha. Đó, cây thuốc này nằm bên đây nè. Cây thuốc này mấy bữa là mình rảnh đó, nên mình bứng qua để làm thuốc cho ông anh kia. Ông anh bên Mỹ ông vô bình luận thấy cái cây này hữu dụng. Nói bứng dùm cho ảnh à, làm dùm cho ảnh để anh về anh về bển anh sắc anh uống tháng năm này anh về. Nhưng mà cái đó mình nếu mà mình bứng cà rễ nó đào cà rễ luôn thì mình phải để lại hạt, mình sẽ gieo hạt lại, mình sẽ gieo hạt lại để cho nó mọc cây lại, mất công nó tuyệt chủng mất giống. Giờ nó hiếm lắm rồi, nói chung là nơi khác thì vẫn còn lác đác lai ra, nhưng khu vực này mình muốn gần nhà mình nó lân cận mà nó có những cái đó thì mình phải lưu trữ lại, mình lấy một mớ giống về nhỉ, gần gần khu đó tại nhà mình chỗ nào cũng trống mình gieo, với lại mình gieo một mớ à, tới thứ bảy gieo một mớ tại chỗ mình bứng. Trời ơi, nó kẹt cái cây mà tưởng cái gì nặng dữ. Không có gì rồi, là anh chuột chết ở đây à, không sao còn sống, hên quá, có kiến bò nhọt đây mà nó còn sống cũng may mắn lắm, biết sao đây phải dời chỗ đặt không ta, mấy kiến bò nhọt này mà nó đã chết mà chết hết chuột luôn, chuột chịu nổi nó rồi. Đây mình xử lý đặt lại đây, mình quay tiếp nha cả nhà. Rồi đặt xong rồi cả nhà, đi qua cái khác nha. Cục lùm này đẹp lắm luôn. Mà kiến bò nhọt nhiều quá, sợ nó cắn chết chuột. Chứ cục lùm nó mình nghi là có. Ở đây buổi tối mà nếu mà đi soi á, nếu có người đi theo coi xe cho mình đi soi bảo đảm đây có rắn. Khu này buổi tối nó sẽ lường là những đám đất trống này nè, ban ngày nó không dám đi, ban đêm là hang nó ra. Sẽ đi tìm mồi. Họ dùng nước nè, thì đêm những con chuột con đồ nó cũng hay đi ra đi săn à, mấy hang quá trời rồi. Hang này có ếch có rắn luôn chứ không dễ. Đó. Rồi, tới cái bẫy khác mình quay tiếp nha, tới cái nữa rồi mà
Đẹp lắm. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Đẹp đẹp nhưng mà nó khô quá, nóng quá. Nội nhẹ ra nè. Chuột còn sống. Rồi, phát lương cho nó tiếp đi. Kiến không, không biết sao đây. Chuột sống nổi không biết. Rồi, đi tiếp cái khác như này nha. Cỏ chanh rồi nè. Cỏ chanh là đẹp lắm nè. Này, đáng hồi dạ nè. Hổ mây, nó hay ở lắm. Nếu mà dưới Đồng Nai này, đám này có cả hổ mèo nữa. Bên này nước rồi. Còn đi uống nước toàn động à. Chuột nó sẽ đi uống nước, nó sẽ đi ăn. Nó đi lượm ba con côn trùng dán dế rồi nó ăn. Thì con rắn nó sẽ đánh mùi, nó theo hướng con chuột nó đi. Nhưng mà cái đó là sự phỏng đoán thôi. Bởi vì cái đó là vốn dĩ là quy luật tự nhiên mà. Con lớn ăn con nhỏ. Hồ nước. Cá quá trời. Này, bữa nào giăng lưới là thôi á. Cá chạy kìa. Động nước hết trơn. Mua tại lưới ra đây giăng. Hồi clip đánh bắt cho cả nhà xem nữa. Không có gì rồi, địa điểm mới thăm ba cái, không có xin nhẹ. Buồn rồi, chuột còn sống ăn hết sạch lúa với lại sắn luôn. Tiếp tục cho này, một bị lúa, một củ sắn bự nữa. Con nào ăn mạnh thì cho nhiều, con nào ăn ít thì cho miếng nhỏ. Rồi, đặt lại nha nha. Con chuột cống đó mình thấy dính nắng rồi nó mệt, nó thở, nó con ghẻ mà làm như nó con ruột vậy. Nằm nó thư giãn thoải mái không? Trong đó con ruột kìa, con ruột đó, con ruột sợ rung 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 kìa, còn nó nằm thoải mái. Mày thư giãn đi, chút chưa tao giờ tao cho mày vô chăn nó cuốn mày luôn. Tục này nha. Mày lọt con nước đó. Wow. Mày còn nguyên tới à. Nhỏ xíu à. Vậy mà anh cũng làm con chuột mình luôn mới ghê chứ. Rồi chú hồ anh nhỏ ăn ủi. Qua bên kia. Qua bên bờ kia xử lý xong rồi. Nhỏ xíu mà nó quay được. Bắt được con chuột mình ghê thiệt. Tính thả nó đi quá, là nhỏ quá. Rồi bắt đầu nó lo nó ói con chuột ra hay gì. Mình bắt ra thực tế là nó lớn rồi, bắt nhỏ thả đi. Rồi thăm cái cuối này nè. Đúng hơi đúng quá rồi, còn con chuột không à. À bỏ lúa đặt lại. Còn lúa luôn. Còn hơn miếng sắn nữa. Sắn lúa nó còn, bỏ thêm cho nó. Cục gạch thì lăn xuống, mình đặt 3 cục. À, lăn xuống này, chắc khi là có con chuột hay con rắn gì. Chạy đồng quàng đây à, cái gạch nó rớt xuống nữa hết hồn nó chạy luôn. Rồi kết thúc clip đây nha cả nhà.
Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành về trong mọi clip, mọi người đang cái gì mà mọi người cũng ủng hộ hết. Mình cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Chúc cả nhà sức khỏe, ngày đều như ý vạn điều tốt lành. Cảm ơn cả nhà nhiều. Chào cả nhà nha. Bye bye. Còn vật lúa trên tay nè.